Người Thái tin một cầu thủ Việt Nam sang Jilis chơi bóng sẽ như Messi Thái. Người hâm mộ bóng đá Thái Lan tin rằng một cầu thủ của Việt Nam có thể sang Nhật Bản thi đấu thành công như China Song Son Kaisin. Bóng đá trẻ Thái Lan có thể đang gặp những vấn đề khi không thể đạt được những thành công trong thời gian vừa qua. Xét về sự thành công có thể nói Việt Nam hay thậm chí là Malaysia đều có những thành tích đáng nói hơn so với người Thái ở sân chơi cấp châu lục. Tuy nhiên, ở cấp độ đội tuyển quốc gia hay các cá nhân xuất sắc thì người Thái vẫn là một thế lực trong khu vực Đông Nam Á. Người Thái đang rất tự hào khi có hàng loạt những cầu thủ đang chơi bóng cho những đội bóng hàng đầu ở Nhật Bản. Ví dụ như Danda, tiền đạo số 1 của Thái Lan đang chơi bóng cho câu lạc bộ Hiroshima và China Tip đang đá cho Sapporo hay Bumatan đang đá cho Vissel Kubi. Trong số những cái tên kể trên, thì Chanathip Songkasin là người được mệnh danh là Messi Thái đang chơi rất hay ở câu lạc bộ Sapporo. Anh đang trở thành trụ cột của câu lạc bộ Sapporo và từng nhiều lần lọt vào đội hình xuất sắc nhất của vòng đấu ở Zilid. Chứng kiến những cầu thủ của mình đang chơi bóng thành công ở Nhật Bản trên các diễn đàn mạng xã hội, rất nhiều cổ động viên Thái Lan cũng chỉ ra một vài cái tên ở Đông Nam Á có thể thử sức và thành công ở giải đấu số 1 của đất nước mặt trời mọc. Người Thái đã chỉ ra một cái tên duy nhất của bóng đá Việt Nam, đó là tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Người đã tỏa sáng rực rỡ ở vòng chung kết U23 châu Á năm 2018. Theo như các cổ động viên Thái Lan thì Quang Hải là cầu thủ nhỏ con như China Tip, nhưng lại có kỹ thuật và tư duy chơi bóng cùng khả năng dứt điểm rất hay và đa dạng. Đó là những yếu tố giúp cho anh trở thành cầu thủ Việt Nam duy nhất được các bạn người Thái Lan tiến cử sang chơi bóng tại Silic. Ngoài Quang Hải, một vài cái tên đáng chú ý khác ở Đông Nam Á cũng được người Thái tiến cử là Aung Thu, tuyển đạo của đội tuyển Myanmar. Hiện tại Aung Thu đang chơi bóng cực hay ở Thái Hay như Trish Tăng Đỗ, cầu thủ gốc Việt cũng luôn có suất đá chính ở đội tuyển quốc gia Thái Lan và Evan Dimas hay Saras Yonan là những tuyển thủ của đội tuyển Myanmar và Indonesia cũng là những cái tên nổi bật được người Thái nhắc đến để sang Zilid thi đấu. Ở một diễn biến khác, khủng hoảng cùng huấn luyện Miura, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sắp giải thể. Trong bối cảnh thầy trò huấn luyện Miura đang gặp khó khăn, thông tin câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sắp giải thể xuất hiện, khiến mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn với đội bóng Sài Thành. Theo thông tin từ một số tờ báo lớn vào rạng sáng ngày 24 tháng 5, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sắp giải thể vì gặp khó khăn về tài chính. Thông tin này khiến nhiều người ngạc nhiên. Bởi trong hai mùa giải gần đây, đội bóng Sài Thành rất chịu trì với mục tiêu trở thành một thế lực mới của bóng đá Việt Nam. Tiêu biểu là hàng loạt tân binh trước thềm v 2018 đã được đội bóng này dội bơm mang về thi đấu cho câu lạc bộ. Theo thông tin trên cho biết thì tập đoàn Bình Minh, đơn vị chủ quản của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh được cho là không tìm được nguồn thu, gặp khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn với một tờ báo của Việt Nam, bà Mia Mua, giám đốc dự án thể thao của tập đoàn Bình Minh khẳng định. Chúng tôi xin khẳng định một cách chắc chắn rằng không hề có chuyện tập đoàn Bình Minh bỏ câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, bỏ v hay bỏ bóng đá. Đây có thể là một nguồn tin bịa đặt từ một số đối thủ của chúng tôi. Chúng tôi chưa thể đưa ra thông tin chi tiết vào lúc này nhưng khẳng định chắc chắn rằng doanh nghiệp sẽ cam kết đồng hành cùng đội bóng và huấn luyện viên Toshiya Miura. Trong sáng nay, Chúng tôi sẽ có thông cáo báo chí chính thức về sự việc này để làm yên lòng người hâm mộ và dư luận bóng đá Việt Nam. Về chuyện đội bóng giải thể đã được khẳng định là không chính xác nhưng việc thầy trò huấn luyện Miura gặp khó khăn trước vòng chính Village 2018 là có thật. Huấn luyện viên Miura đang đối mặt với bài toán về lực lượng khi một loạt các trụ cột dính chấn thương hoặc bị treo giò không thể ra sân. Ở mùa bóng năm nay, đội bóng Sài Thành sẽ không có sự phục vụ của Ngọc Thịnh và Đào Quốc Gia khi cả hai cầu thủ này đều bị đứt dây chằng. Còn Quang Hải và Paulo thì dính chấn thương nhẹ, còn John cũng không có thể trạng tốt nhất. Đó là chưa kể việc Ngọc Đức và Đình Luật vẫn chưa thể thi đấu vì án treo giò. Nhiều khả năng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ra sân thi đấu với toàn bộ nội binh tại vòng chính của V-League 2018 thầy trò huấn luyện sẽ tới làm khách của đội bóng hạng nhì là Thang Quảng Ninh. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 25 tháng 5. Trong khi đó, những cầu thủ U23 Việt Nam sau đây có nguy cơ mất xuất dự ISAS 2018. Họ là những người hùng đã làm nên kỳ tích cùng U23 Việt Nam, nhưng giờ đây đang đứng trước nguy cơ phải làm khán giả ở kỳ ISAS 2018 sẽ diễn ra vào tháng 8 tới đây trong đội hình của câu lạc bộ FLC Thanh Hóa ở mùa giải năm nay có khá nhiều ứng viên cho vị trí trung vệ. Có thể kể ra đây những cái tên như Minh Tùng, Đinh Tiến Thành hay Van Bacco. So với những đàn anh kể trên thì Lê Văn Đại thua kém rõ rệt về mặt kinh nghiệm chinh chiến. Vì thế không có gì là ngạc nhiên khi tuyển thủ U23 này chỉ là sự lựa chọn thứ tư cho vị trí trung vệ ở đội bóng xứ Thành và chỉ mới có hai lần được vào sân thay người ở V-League 2018 với tổng thời gian góp mặt trên sân chỉ là 94 phút. Cũng mới chỉ có hai lần được vào sân thay người ở mùa giải năm nay là trường hợp của Châu Ngọc Hoàng. Thậm chí tiền vệ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai còn ít được ra sân hơn cả Văn Đại khi thời gian có mặt trên sân mới chỉ là 50 phút. Đây là điều hoàn toàn có thể hiểu được bởi tuyến giữa của đội bóng Phú Núi hiện rất chật chội với nhiều cái tên đạt được phong độ cao như Xuân Trường, Minh Vương hay Hồng Duy. Cùng chung cảnh ngộ còn có Thành Trung với hai lần được vào sân thay người và chỉ thi đấu vỏn vẹn 6 phút ở V-League 2018. Ở một đội bóng dư thừa tài năng như câu lạc bộ Hà Nội thì việc một cầu thủ trẻ như Thành Trung không thể kiếm được một chỗ đứng trong đội hình chính thức là điều dễ hiểu. Cho dù mới ghi bàn thắng quyết định vào lưới của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai giúp đội bóng thủ đô lọt vào tới bán kết Cúp Quốc gia 2018, nhưng Thành Trung vẫn phải hài lòng với vai trò dự bị của mình trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Dẫu sao những cầu thủ kể trên vẫn may mắn hơn ba cái tên chưa được ra sân một phút nào ở sân chơi thuộc hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam trong năm nay. Đó là thủ môn Ngọc Tuấn của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng và thủ môn Văn Hoàng của câu lạc bộ Sài Gòn FC và tiền vệ Thái Quý của câu lạc bộ Hà Nội. Nguyên nhân chủ yếu là do các cầu thủ này không thể cạnh tranh được vị trí trên sân với các đàn anh ở câu lạc bộ của mình nên phải chấp nhận vai trò làm khán giả ở V-League 2018. Tổng cộng có khoảng 7 đến 8 cầu thủ trong vùng nguy hiểm do ít hoặc không được thi đấu ở V-League 2018. Vì thế nếu tiếp tục duy trì tình trạng trên thì những cầu thủ này nhiều khả năng sẽ phải làm khán giả của Ajax 2018 thay thế cho ba cầu thủ kể trên là ba cái tên trên 23 tuổi được bổ sung cho đội tuyển Olympic Việt Nam. Và những cầu thủ U23 khác đang được phong độ khá tốt do thường xuyên thi đấu ở Village 2018 như Minh Vương của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, hay Hồ Tấn Tài của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và Văn Kiên của câu lạc bộ Hà Nội hay Thanh Thảo của câu lạc bộ Bình Dương.